Hello anh em, hôm nay sẽ đến clip cho anh em nha. Hôm nay bên em về quá nhiều chim luôn nha anh em. Hôm nay thì em về được 10 con tiểu mi Đà Lạt nha anh em. Bao trống cho anh em, bao hót cho anh em luôn nha. Thì mấy con tiểu mi này hôm qua em về, mới về hôm qua mà hôm qua trời mưa nên em chưa có test được hết là con nào đã hót rồi. Nhưng mà em bán thì em bán vẫn bao trống cho anh em nha. Một số con thì ở đây thì em test á, lúc nãy em mới test thì nó đã hót rồi, còn một số con thì nó chưa có ra miệng, nhưng mà em vẫn bao trống bao hót cho anh em nha. Anh em về anh em nuôi thời gian là nó hót, thì tới đây thì em sẽ quay clip từng con cho anh em nha. Đây con tiểu mi đầu tiên, con tiểu mi số 1, con này là xòe cứng luôn nha anh em. Em bán cho anh em là đợt này tiểu mi về thì em nhập thì giá nó lên cao, nên em bán cho anh em là giá nó hơi cao so với bình thường xíu, nên anh em thông cảm giúp cho em nha. Thì một con tiểu mi này em sẽ bán đồng giá là 450.000 một con nha, 450 một con nha anh em. Con số 1 hôm nay thì em nhập về tiểu mi là toàn là hàng đẹp không nha anh em. Đây con tiểu mi số 1, lồng số 1, 450.000 nha anh em. Con này thì sẽ cứng luôn nha, 450.000. Tất cả thì là bao trống cho anh em hết, bao hót cho anh em luôn nha. Rồi em qua tiếp con số 2. Con số 2 này cũng xòe luôn nha anh em. Con này thì em nghe nó hót rồi nha. Con số 2 là em nghe em hót rồi, em vẫn bán cho anh em là 450.000. 450.000 con nha anh em, tiểu mi Đà Lạt. Con số 2 thì em mới nghe nãy nghe nó hót rồi. Đó, 450.000. Rồi em lên tiếp cho anh em con tiểu mi số 3 nha. Vẫn 450.000 nha anh em. Hàng tiểu mi hôm nay em nhập về rất là đẹp nha, con nào cũng xòe nha anh em. Vẫn 450.000 nha. Con số 3 này thì em chưa có nghe hót, nhưng mà em vẫn bán bao trống bao hót cho anh em. Này em lên tiếp cho anh em con số 4. Con số 4 này do quá trình vận chuyển với lúc ra lồng á, em bắt á, nên nó bị rớt lông đuôi. Thì con này em bán cho anh em là 400.000 nha. Lồng số 4 là 400.000 tại do nó bị rớt đuôi rồi. Đây lồng số 4 400.000 nha. Rồi em lên tiếp cho anh em con lồng số 5. Con này cũng xè luôn nha anh em. Con này thì em bán cho anh em là 450. 450 nha anh em. Nói chung hàng tiếng mi em nhập về là hôm nay toàn bộ là con nào cũng xòe hết nha. 450 nha anh em, lồng số 5. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 6. Con này vẫn là xè luôn nha, xè cứng luôn nha anh em. Thấy không? Lúc nào cái đuôi nó cũng xè đó. Vẫn 450.000 nha anh em. Bao trống cho anh em. Mấy hàng tiểu mi này thì về thì nó chưa ăn cám nha anh em. Anh em về anh em phải tập cám nha. 450.000 nha anh em. Lồng số 6. 450.000. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 7. Vẫn là xè luôn nha anh em. Vẫn là xè luôn. 450.000 luôn nha anh em. Nói chung hàng tiểu mi hôm nay em nhập về rất là đẹp, con nào cũng xòe hết á. Rồi lồng số 7 450.000 nha anh em. Lồng số 8, tiếp theo là lồng số 8, vẫn 450.000. Con này thì em mới nghe nó hót rồi nha anh em. Lồng số 8 vẫn 450.000 nha. 450.000 nha anh em, lồng số 8. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 9. Em thấy không, đợt này em về con nào cũng xè, 10 con nhưng mà sáng này có anh kia anh bắt hết 1 con rồi, giờ còn có 9 con à. Lồng số 9 vẫn 450.000 nha anh em. Hàng này thì chưa ăn cám nha, anh em về anh em phải tập cám. Đây lồng số 9 450.000 nha anh em. Rồi ok anh em, để em lên tiếp cho anh em. Bữa nay em về than chuyền nhiều lắm, than chuyền trống. Đây để em đi vô em quay cho anh em xem. Đây anh em thấy không, quá trời luôn. Đây than chuyền trống, than chuyền đã chỗ trống, em về rất là nhiều lồng này.
nè, thấy không, 450.000 nha anh em. Than chiền đã chỗ trống rồi nha, sáng sớm ra mà đã tắm hết rồi. Đây, 450.000 này, lòng này nữa nè, về rất là nhiều. Anh em nào mà ở gần em thì qua tiệm lựa trực tiếp, còn nếu mà anh em nào mà ở xa thì không qua lựa được thì cứ inbox hoặc liên hệ số điện thoại bên dưới để em lựa dùng cho anh em nha. Đấy, anh em thấy không, có cái con này à, đó, cái con nó nhảy 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 à. Con này nó trổ gần hết luôn rồi, điên thui luôn rồi nha anh em, 450.000 nha anh em. Tại hai lồng này còn nữa nha, đây nữa nha, 450.000 nha anh em. Em về rất là nhiều, than chiền nó chỗ trống luôn, 450.000. Hàng này thì chưa tập cám nha anh em, về anh em phải tập cám. Lồng này nữa nè, em để nhiều quá không đủ lồng đó, nên em để một hai con, hai ba con chung với nhau luôn, vẫn 450.000 nha anh em. Rồi, vẫn 450.000 anh em. À, em về được 7 con than bổi đây anh em, phải không? Than này là hàng đặc nha, than này thì hàng đặc bổi tuyển nha anh em. Nó hàng này là chung với cái đợt mà bổi mà em bán 700.000 á, hàng tuyển. Đây, để mở ra cho anh em coi. Hàng bổi tỉ nha anh em, hàng này là vùng cam mạn giáp với Thái Lan, con nào con nấy to đùng mập ú dài. Em về được 6 con rồi nha, mấy con này thì em bán 700.000 con. Hàng này hàng tuyển, hàng đặt theo mẫu nha, mẫu hot nha. Và em về được có 6 con à, 700.000 con. Anh em nào mà ở gần em thì chạy qua lựa, còn không mà ở dưới tỉnh thì cứ inbox số điện thoại cho em hoặc là gọi cho em sẽ lựa cho anh em nha. 6 con, 700.000 con nha anh em. Nè anh em thấy không, con nào cũng đẹp không? Nè con này nó hết 6 luôn rồi nè. Đó, anh em thấy không, 700.000 con nha. Đó, anh em thấy không, em quay kế bên luôn mà đứng nó hót à. Đó, kế bên mà nó cứ hít gió vậy nè. Để em bắt nó ra cái lồng riêng nha, cho anh em dễ lựa. Dòng bán chưa nào? Đây nha anh em, để em bắt ra em bỏ ra lồng này cho anh em nha. Con này nói được câu 7. Em bỏ ra lồng số 7, lồng số 7 nha, lồng số 7 có của lồng số 7 nha anh em. Em bỏ ra lồng số 7. Đây. Con này nè, than bổi. Than bổi nha, nhưng mà hàng này hàng đặc nha. Hàng này thì than cam mà mạn giáp Thái Lan, nó nhanh chơi lắm nha anh em. Mà tướng tá đẹp lắm, nhanh chơi lắm nha. 700.000 nha, cái con mà hết 6 trong cái lồng nãy nè, em bắt ra lồng riêng số 7 nè. Đó. Đây nha anh em, 700.000 nha. Đây anh em thấy không, mới vừa bắt ra luôn mà đã chơi, đã hút sáo rồi nè. Bảy trăm ngàn nha anh em, 700.000. Thì ngoài ra một con này thì em còn 5 con đây nữa nha. Đó. Nói chung hàng này thì nó nhanh chơi lắm, con nào cũng to mập ú hết á. À, em có về được 3 con này nha. Hàng này chắc hàng hiếm nha anh em, mẫu này mẫu đá. Đây, để em quay từng con cho anh em nha.
về đúng có 3 con nha anh em, 3 con hàng mẫu đá. Đây em bỏ lồng số 15 này, anh em thấy không, đúng hàng mẫu đá không, quai ngực đầy đủ hết, dài to. Hàng mẫu đá này thì em bán 900.000 con nha, hàng bổi, hàng này hàng bổi chưa ăn cám nha anh em, mà hàng mẫu đá em nói không, quai ngực có đầy đủ, mập chim nha anh em, không có ốm nha. Rồi lồng số 15 là em bán 900.000 nha anh em. Đây con tiếp theo, con thứ hai em về đúng được có 3 con rồi nha. Đây lồng số 16, hàng mẫu đá nha anh em, hàng này thì cực kỳ hiếm luôn, em đặt lâu lắm rồi mới có, 900.000 nha anh em. Con này thì đúng là mẫu đá luôn á, anh em về mà em bắt về mẫu đá là thôi rồi, mặt dữ, quai ngực đều có hết, tại sáng sớm ra nó tắm á, lông nó hơi ướt, anh em nhìn nó không kỹ, nhưng mà con này đẹp. Lồng số 16 nha anh em, 900.000, 900.000 nha. Rồi em tiếp con cuối cùng, vẫn là hàng mẫu đá nha anh em. Đây hàng mẫu đá 900.000 nha anh em, em về được có 3 con à. Anh em nào mà nhanh tay thì cứ gọi cho em hoặc là inbox Zalo cho em nha. Đây 900.000, 900.000 nha anh em, quá đẹp, 3 con mẫu đá con nào cũng đẹp hết. Đây còn đây là 6 con, đây 6 con than tuyển 700.000 nha anh em. Rồi ok à, anh em nào mà ở gần em á, thì cứ chạy qua lựa trực tiếp thoải mái vô tư, còn anh em nào mà ở tỉnh á, mà không có lựa hoặc là coi trên video mà không có chọn được ưng ý á, thì cứ báo em xem, em sẽ tuyển cho một con rồi xong rồi em quay video em gửi Zalo riêng cho anh em xem ok thì anh em bắt, còn không thì em sẽ lựa con khác tiếp cho anh em nha. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em và cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ em trong suốt thời gian qua, xin cảm ơn anh em và chào anh em.